đứng qua đây. Nhìn thấy chiếc xe hơi đậu trước cửa chưa? Nhìn thấy rồi. Có cần phải vậy không? Cần. Không cẩn thận những bước nhỏ sẽ lật thua cả gián cờ. Chúng ta thua không nổi. Kéo rèm cửa lại. I got nightmares in my head, I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you finally see. Whoa, it's taking over, damn no closure, moving closer. Thăm ca. Cảm ơn. Ông chủ Hoa có ở đây không? Lúc này ông ta ra ngoài, nhưng mà có dặn lại tiền của tháng này chuẩn bị xong rồi. Thăm ca, đây là phần tiền của tháng này. Anh kiểm tra lại đi. Tối mai 8 giờ với tàu đi Hương Cảng. Có cách nào kiếm thêm một tấm không? Thăm ca, đây vốn là vé tàu thương gia. Bây giờ ông ta đổi sang đi Hương Cảng rồi mới nhượng lại được, cho nên sẽ không tra đến người tôi. Anh muốn thêm tấm nữa? Được. Thôi vậy, ngày mai sáng 6 giờ nhất định phải đến trước cửa kho hàng Quốc Định Môn. Tôi đã chuẩn bị sẵn xe. Được, tôi đã rõ. Không được cá cược. Anh còn lãi nhãi hơn cả chị dâu nữa đấy. Vé xe lửa ngày mai mua chưa? Mua rồi. Sáng sớm ngày mai cậu cũng phải đúng giờ đến đội, tiễn bọn họ đến trạm xe lửa. Được, vậy em ra ngoài đây. Đi đi. Mưa rồi. Phòng làm việc của tôi có dù. Để tôi một lát. Được. Đường đội trưởng vẫn chưa tan làm à? Nên lấy cây dù. Giờ đi đây. Mưa ở Thượng Hải thật kỳ lạ. Sao nói mưa là mưa? Nơi này không giống với Trùng Khánh. Lúc nào cũng phải chuẩn bị ứng phó với thời tiết thay đổi thất thường. Nơi này là thầy đã quen rồi à? Không, tôi thấy không quen chút nào. Thật ra tôi rất ghét cảm giác không biết lúc nào bị sấm sét đánh phải. Thời gian của em còn nhiều. Có vài chuyện không cần phải liều mạng như thế. Mối tình đầu từ Bích Thành đột nhiên xuất hiện, khiến trong lòng Trần Thâm gợn lên những cơn sóng. Cuộc ứng cứu ngày mai, anh ta và cô ta có phải động đau thương với nhau không? Trần Thâm không muốn nghĩ nữa, cũng không dám nghĩ nữa. Vào lúc này trong lòng cậu ta muốn nghĩ đến nhất là đến phòng thẩm tra gặp mặt tể tướng, nói với cậu kế hoạch cứu người của mình. Nhưng cậu ta không thể. Cậu ấy biết có một đôi mắt vẫn luôn nhắm vào mình.
Cũng là muốn nói, khi Trần Thâm dạy ở trường quân đội Hoàng Phổ khóa thứ 16, Từ Bích Thành là học trò của cậu ta. Đúng vậy, nếu tính theo thời gian thì đúng là vậy. Thầy trò không nhận quen biết, lại lén lút gặp mặt sau lưng mọi người. Vậy có khi nào trước đây họ từng yêu nhau? Đây là phu nhân của Đường Sơn Hải, cũng là cháu gái bên ngoại của tôi, Từ Bích Thành. Chào cô Đường. Đội trưởng Trần. Sếp, làm gì ở đây thế? Đội trưởng Trần, nghênh đón anh. Nghênh đón tôi à, Trần Thâm. Sớm thế em đến làm gì? Để điểm tâm cho anh đó. Cơm chiên, vừa ngửi biết cơm chiên đúng không? Còn có cháo thịt bằm nữa. Đậu nành và quẩy tôi bảo cậu mua đâu? Bên trên lầu. Tôi ăn cái kia, cậu ăn cái này đi. Không thích hợp lắm nhỉ? Sao anh không hiểu chuyện thế? Tôi cầm giúp cô thôi, không định ăn. Bữa sáng anh thôi đi. Hôm nay sinh nhật tôi, tối nay tôi mời các anh ăn tối. Lý tiểu thư sinh nhật, dù sao cũng phải đến nhà hàng qua mậu chứ. Được, chỗ đó đi. Được, nhưng lúc còn nóng, ăn đi nhé. Sau đó xin nghỉ. Hứa là để em đi chơi rồi đấy. Mới sáng sớm mà đã hẹn hò rồi à? Sáng còn có việc, dù sao cũng phải để trưa. Em đến sớm như thế này làm gì chứ? Không sao, dù sao em cũng rảnh, đợi anh thôi. Lên trên rồi nói đi. Từ tiểu thư. Chào buổi sáng Lý tiểu thư. Chào buổi sáng. Hai người quen nhau à? Lý tiểu thư là bạn gái của Trần đội trưởng. Bọn em từng gặp nhau một lần. Vậy vị này là chồng của tôi. Tôi là Đường Sơn Hải. Chào anh. Vì nhìn đã biết là lương tài nữ mau, rất có tướng phu thê, phải không? Ừ. Vậy sao? Lý tiểu thư và Trần đội trưởng cũng rất xứng đôi. Cảm ơn. Anh xem kìa, người ta cũng nói vậy đó. Đi lên trước đi. Nào, ăn cái này đi. Ăn cháo đi. Để anh tự lấy.
Hai người ăn ái như vậy, có nghĩ tới cảm giác của đám độc thân này không đây? Đúng thế, khó chịu chết mất. Lý tiểu thư, nhà cô còn chị em không? Giới thiệu cho tôi đi. Còn tôi nữa, còn tôi nữa. Liên quan gì đến cậu? Người này ai cần chứ? Các cậu cứ lấy đi. Có gì khác thường không? Thưa sử tòa, đường Sơn Hải và Từ Bích Thành không có gì khác thường. Nhưng hôm nay Trần Thâm hơi kỳ lạ, trong tay cầm túi công văn, bình thường chẳng cầm gì cả. Nhưng điều này, nữ diễn viên Lý Tiểu Nam sáng ra đã tới tìm Trần Thâm, còn mang đồ ăn sáng, mà hôm nay là sinh nhật của cổ. Lát nữa bảo Trần Thâm đưa cổ đi chơi. Cậu không cần tới ga tàu quả nữa. Lát nữa có chuyện khác bảo cậu làm. Vâng. Vào đi. Được, tôi biết rồi. Anh cũng nhận được điện thoại rồi sao? Bảo tôi phụ trách áp giải tể tướng tới Nam Kinh. Tôi cũng nhận được nhiệm vụ tới Nam Kinh tham gia lớp huấn luyện dự bị cán bộ, đồng hành với anh. Anh nói xem, sao thông báo gấp thế nhỉ? Hại tôi chẳng chuẩn bị được quần áo để thay. Sợ tin tức bị lộ, không tin tưởng chúng ta. Nhưng tể tướng là người của Trung Cộng, liên quan gì tới quân thống chúng ta chứ? Điều mà Đường Sơn Hải lo lắng là một khả năng khác. Giả dụ người của Trung Cộng thật sự có được tin giữa đường cứu được tể tướng, vậy thì Đường Sơn Hải chưa chuẩn bị được gì, và Từ Bích Giao sẽ quá thành tro bụi. Tất Trung Lương không thực sự tin phục Lý Mặc Quần. Ông ta không thể nào không hiểu Lý Mặc Quần sắp xếp người của mình vào sở hành động chính là vì khống chế Tất Trung Lương. Giả dụ bản thân bị giết lúc đang áp giải, Tất Trung Lương không tốn sức lực mà loại bỏ cơ sở ngầm do Lý Mặc Quần cài vào. Chiêu này gọi là mượn dao giết người mới là điều đáng sợ nhất. Nhưng điều này không thể nói với Từ Bích Thành. Cổ sẽ không nghĩ nhiều như vậy. Cho dù cổ biết mọi việc, cũng chỉ khiến cổ hoảng sợ hơn thôi. Cô nói đúng, là tôi suy nghĩ quá nhiều. Giờ vẫn kịp, mau chóng về nhà lấy vài bộ đồ để thay đi. Được. Trần đội trưởng ăn sáng chưa? Ăn rồi. Em đi đâu thế? Tất sở trưởng vừa thông báo em tới Nam Kinh huấn luyện. Giờ em về nhà sắp xếp hành lý. Bao giờ đi? Tàu quả khoảng 10 giờ sẽ xuất phát. Được. Có cần gọi xe cho em về nhà không? Không cần đâu, vẫn còn kịp giờ mà. Em đi xe vàng là được. Đi mua ba vé ngày kia đến Nam Kinh, để hai người họ cùng đi luôn. Núi cao đường xa không được yên bình lắm, nó không chừng trên đường sẽ có ai đó xuất hiện, phòng còn hơn không phòng. Như thế cũng có nghĩa là nói chuyện tể tướng sẽ bị áp giải đến Nam Kinh trước sáng hôm nay, rất có khả năng chỉ có Tất Trung Lương và bản thân biết. Tất cả kế hoạch áp giải chỉ là Tất Trung Lương dùng để thám thính về cái bẫy của bản thân. Một khi cô ta có bất kỳ hành động khác lạ trên đường, đừng nói không cứu được Thẩm Thu Hà, cậu ta cũng sẽ lập tức bị bắn chết. Chị Uông bọn họ nhất định sẽ xuất phát rồi, giống như mũi tên đã bắn đi. Biết rõ trước mặt là vực sâu, cậu ta cũng không còn đường lui.
Đội trưởng Trần, anh đến thật đúng lúc. Xin anh cầm hộ tôi chút đồ. Nhiều đồ thế sao? Này, tôi vừa mới định đi rửa bát. Người này sớm không đến muộn không đến, lại cứ đến vào lúc này, phiền chết mất. Thư ký tiền này cứ phải trả lại hồ sơ cho tôi lúc này. Giờ tôi đi rửa bát đã. Đội trưởng Trần, anh đợi tôi một lát nha. Lát nữa khi quay trở lại giúp tôi cắt tóc. Được, vậy cô nhanh lên. Lát nữa lão Tất còn tìm tôi đấy. 3 phút thôi. Thời gian từ Bích Thành kết hôn ngày 25 tháng 2 năm Quốc dân 28. Thời gian Đường Sơn Hạ kết hôn ngày 25 tháng 2 năm Quốc dân 28. Còn em? Lúc nào thì kết hôn? Năm Quốc dân thứ 28. Tôi nhớ lúc em rời khỏi trường quân đội Quảng Phổ khóa 16 là tháng 12 năm Quốc dân thứ 27. Em từng quay về. Cô Đường Sơn Hải này sao vẫn chưa đến chứ? Vẫn kịp. Sứ tòa, chúng tôi không đến muộn chứ? Đội trưởng Đồng, không sớm không muộn, đến thật đúng lúc. Đi, đưa hai người ra ga xe lửa. Trần Thâm, anh về sớm nha, đừng để em đợi lâu quá. Lát nữa anh sẽ về. Đội trưởng Trần đưa chúng ta ra ga xe lửa là về ngay, sẽ không lâu đâu. Đi thôi. Mỹ Na, cô có thể đừng dọa tôi không? Không phải, ban ngày ban mặt, anh làm gì vậy? Chẳng làm gì cả.
chỉ là được rảnh một tí, nên đi lại một tí thôi. Sao anh không đi cùng sứ tòa? Chuyện này sứ tòa đã đi cùng với đội trưởng Trần, nào có việc của tôi chứ? Ai nói là không liên quan đến anh chứ? Ai trong cục này mà không biết anh là người được sứ tòa ưu ái nhất? Tôi chỉ biết Mỹ Na là đại mỹ nhân ở đây thôi. Tôi thích nghe những lời như vậy đó. Bye bye mỹ nhân nhé. Để đến khi chúng tôi đến trạm xe lửa, cậu đến phòng làm việc của Trần Thâm, xem trong túi công văn có những gì. Dân, đây là chìa khóa bàn làm việc của cậu ta. Chủ nhiệm Lý, tôi là Tất Trung Lương. Được, tôi hiểu rồi. Kế hoạch tạm thời thay đổi, đội trưởng Đường ở lại. Chủ nhiệm Lý có nhiệm vụ gấp giao cho cậu, muốn cậu lập tức về tổng bộ. Rõ. Nhiệm vụ áp giải giờ giao cho cậu đây. Tôi hả? Lão Tất, tiểu nam vẫn ở trong đội, đợi tôi đấy. Việc quan trọng như vậy giao cho người khác tôi không yên tâm. Tôi còn không biết bắn súng, giao cho tôi sao yên tâm được chứ. Đầu lép, mang hai người lên tàu cùng với đội trưởng Trần. Rõ. Cậu là phúc tướng, tôi rất yên tâm. Được. Vậy tôi gọi điện cho Tiểu Nam, nhanh rồi quay lại. Đội trưởng Đường, chủ nhiệm Lý đã nói là nhiệm vụ gấp thì cậu mau đi đi. Được. Cái này giao cho em. Xin đội trưởng yên tâm, Trần Thâm là nhân tài đắc lực nhất trong sở của cậu ta, nhất định sẽ bảo vệ tốt cho bà Đường. Sứ tòa làm việc luôn thận trọng. Nhiệm vụ áp giải lần này chắc hẳn cũng cần an toàn tuyệt đối. Không thận trọng cũng không còn cách nào khác. Tân chính phủ thành lập trong lúc tình hình bấp bênh, mỗi ngày chúng ta đều sống trong cảnh máu tươi dính đầy lưỡi dao. Hôm nay là tai tôi bị cắn, không chừng hôm nào đó đầu tôi cũng chẳng còn. Không làm việc thận trọng thì chưa chắc được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai. Sứ tòa nói quá đúng. Alo, xin chào. Alo, Mỹ Na. Đội trưởng Trần, có chuyện này tôi nói với anh. Cô tìm Tiểu Nam giúp tôi, bảo cổ đến nghe điện thoại. Giải quyết việc công sao? Được, vậy anh đợi nhé.
Vậy anh đi trước đây. Em cẩn thận. Được. Ngay trước lúc Sở Hành Động xuất phát, Đường Sơn Hải gọi một cuộc điện thoại cho thư ký Tôn, không được trực tiếp chống lại mệnh lệnh của Tất Trung Lương. Đường Sơn Hải chỉ có thể trông chờ mượn sức của Lý Mặc Quần để tiện cho mình và Từ Bích Thành đứng ngoài cuộc. Chắc hẳn Tất Trung Lương đã nhìn ra kế hoạch của chính mình. Vượt ngoài dự liệu của anh ta là Lý Mặc Quần cuối cùng chỉ gọi chính mình về. Có lẽ Lý Mặc Quần cho rằng Tất Trung Lương có to gan đến đâu cũng không đến nỗi dám ra tay với cháu gái ông ta. Nhưng nếu thật sự có Cộng sản Đảng đến cứu, Từ Bích Thành không hề có năng lực ứng biến trên chiến trận phải ứng phó thế nào. Đường Sơn Hải bỗng cảm thấy hối hận về việc mình gọi cho Lý Mặc Quần. Nếu chính mình đồng hành cùng cổ, ít nhất anh ta có thể bảo vệ cổ. Nhưng hiện giờ, tất cả chỉ có thể nghe theo ý trời. Đội trưởng Trần nóng vội, còn không nói gì với chị. Đã nóng vội muốn nghe tiếng của em rồi. Cảm ơn chị Mỹ Na. Tối nay là sinh nhật em, mời chị đến ăn cơm. Chỉ có em tốt với chị thôi. Alo Trần Thâm. Alo Tiểu Nam. Dạ anh có chuyện gấp, phải lên tàu đi gấp. Sao anh nói mà không giữ lời vậy? Quà của em anh đã chuẩn bị xong rồi. Tối nay anh nhất định sẽ đích thân đến tặng em. Quà sinh nhật gì vậy? Đến lúc đó em sẽ biết. Tối nay em đợi anh ở trạm 36 Bến Đò nha. Em có thể chọn lựa khác được không? Anh xin lỗi. Đúng rồi, em giúp anh một chuyện này đi. Đến phòng làm việc của anh lấy giúp anh túi công văn. Túi công văn ở trên nóc tủ quần áo. Sau đó buổi tối mang đến bến đò. Sao lại phải đến đó? Tối em sẽ biết. Tối nay 7 giờ ở bến đò có quán cà phê Hồng Ma Phường. Chúng ta không gặp không về. Được, bye bye. Đội trưởng Trần bảo em đến phòng làm việc của anh ta lấy đồ sao? Đúng, anh ta nói ở chỗ sở cảnh sát Tất có chìa khóa dự phòng, bảo em đi tìm thư ký Tiền. Vậy em đi tìm thư ký Tiền đây. Cảm ơn chị Mina nhé. Lý tiểu thư, có chuyện gì không? Hay là em đợi sở trưởng Tất về rồi đi lấy chìa khóa đi. Không cần đâu, Trần Thâm nói rồi, anh ta sẽ gọi điện cho thư ký Tiền. Em đi đây. Trên đường đi chăm sóc cho Đường phu nhân. Được, tôi có thể tự chăm sóc bản thân. Cảm ơn sử tòa. Anh xem này, người ta còn không cho tôi cơ hội đấy. Tể tướng, sau này sẽ không gặp lại nữa. Thật sự tôi rất mến mộ anh. Bỏ qua lập trường chính trị, là người bình tĩnh quyết đoán, suy nghĩ tỉ mỉ như anh, nhất định là một người chủ chốt có tài. Cô cũng không đơn giản.
Tôi đã gặp rất nhiều người nhổ nước bọt trước mặt tôi. Tôi cũng từng gặp rất nhiều người cắn chặt răng, nhưng đến cuối cùng vẫn phải quỳ xuống xin tôi tha mạng. Nhưng người nói tán thưởng tôi. Cô là người đầu tiên. Tôi nhớ rằng anh từng nói, mệnh của tôi anh tính toán ra được. Đúng vậy. Thật ra mệnh của anh tôi cũng tính ra được. Sớm muộn anh cũng sẽ chết trong tay của chim sẻ. Cảm ơn. Dù sao cô ta cũng là người sắp chết. Lời nói của cổ anh đừng để trong lòng. Phá hỏng cuộc hẹn của cậu ngay trước giờ, cậu sẽ không để trong lòng chứ? Đương nhiên là để trong lòng rồi. Lý Tiểu Nam quay về chắc chắn không tha cho tôi. Sau này anh phải cho tôi nghỉ ít nhất 3 ngày. Thật chẳng có tiền đồ gì hết. Tôi học theo anh đấy. Không phải trước mặt chị dâu anh cũng chẳng có tiền đồ gì sao? Tiểu quỷ, mau biến đi. Tôi biến đây. An toàn là số 1. Cảm ơn. Ngoan ngoãn chút đi. Cô mà còn dở trò tôi sẽ còng tay cô lại đấy. Vốn tối nay định đến khách sạn Hoa Mậu dự tiệc sinh nhật của Lý Tiểu Thư là bị lỡ rồi. Quay về rồi bù sao? Thật đấy. Được. Cậu đi mua vé tàu, lấy 3 vé giường nằm trong toa này. 3 giường sao? Ví tiền đâu rồi? Đi ra ngoài với sếp thật tốt. Một nhóm người lạ lên tàu kiểm soát. Nếu có người muốn cứu tể tướng, giết không cần hỏi. Dân cảm ơn nhé thư ký Tiền, phiền anh rồi. Trần đội trưởng từng nhận dò rồi mà. Kỳ lạ, sao lại một cái? Sao thế? Không có, nói đây.
Thầy cố ý đúng không? Cái gì? Thay Đường Sơn Hải. Em nghĩ nhiều rồi. Nhưng Lý Mặc Quần thay đổi như vậy cũng là hoàn thành được tâm nguyện của tôi. Tôi đã xem hồ sơ của em. Em kết hôn ngày 25 tháng 2 năm 28 dân quốc, sau khi rời khỏi trường quân đội Hoàng Phổ khóa 16 chỉ 3 tháng đã lấy người khác. Em không có gì nói với tôi sao? Mở cửa giúp tôi. Thật ngại quá. Đừng khách sáo, chuyện nhỏ mà. Lấy được chìa khóa rồi à? Được rồi. Mỹ Na, thân hình của chúng ta cũng xứng đôi lắm đó. Yên tâm, để lần sau khi anh mời tôi khiêu vũ, tôi sẽ mang giày cao gót. Như thế chúng ta sẽ không xứng đôi nữa. Không xứng đôi cũng chịu. Tôi thích nhìn cô mang giày cao gót mà. Nhìn rất đẹp. Dù sao Mỹ Na của chúng ta xinh đẹp mà. Đúng không? Lý tiểu thư thật là biết nói chuyện. Đồng ý hai tay. Mời Lý tiểu thư. Cảm ơn. Đừng khách sáo. Lý tiểu thư, mấy chuyện nặng nhọc này để tôi. Lý tiểu thư, đội trưởng Trần là một cành hoa của sở hành động chúng tôi. Biết bao nhiêu cô nương muốn lấy anh ta, anh ta đều không thèm nhìn tới. Lần này chỉ thấy anh ta đối với em xem ra thật lòng đó. Cẩn thận. Em cũng thấy thế. Cho dù anh ta là một cơn sóng cũng có ngày chơi mệt chứ, đúng không? Đội trưởng Trần này cất túi công văn như là bảo vật vậy. Để nơi cao thế chứ. Người bình thường thật sự không tìm được đâu. Cảm ơn anh thư ký Tiền. Đừng khách sáo, chuyện nhỏ thôi. Đi nhé. Được rồi.